Hình thành trung pháo cấp tiến trung binh đối phản cung mã thất tốt. Bố cục bình xa mã đối bỏ trung pháo. Đỏ nhảy mã cho anh trái. Đổi lại, như đỏ đi pho 8 bình 7. Đến đây cả đỏ hai khả năng phó. Một là đỏ đi mã 8 tiến 9. Cờ đen vừa lòng. Hai là đỏ đi tốt 7 tiến 1. Cờ đen phản tiên. Như đỏ mã 8 tiến 7. Đen lùi pháo. Đen còn hai khả năng đối khác. Một là đã đi tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đen đi xe 1 tiến 1. Cờ đen vừa lòng. Như đen pháo 2 lùi 1.
Cờ đỏ à? Ưu thế. Mời các bạn xem lại Canary. Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.